Tiểu sử tài tử La Thoại Tân, thân gửi trời Tây, hồn khắc khoải hoài niệm thời vang bóng. La Thoại Tân là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng nghệ thuật miền Nam. Trước năm 1975, vẻ ngoài lãng tử, những vai diễn ấn tượng đã đưa ông trở thành một trong những tài tử được vạn người mê đắm. La Thoại Tân là một nghệ sĩ rất thông minh và trí thức. Chắc đến La Thoại Tân, người ta thường nhắc đến như một tài tử điện ảnh, kim kịch sĩ. Ông tên thật là Phạm Văn Tần, sinh năm 1937. Ông là một trong những diễn viên đầu tiên của Sài Gòn tham gia và sáng lập các ban kịch truyền hình cùng với kỹ nữ Kim Cương, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, diễn viên Văn Hùng, danh hài Tùng Lâm. Thời bấy giờ, La Thoại Tân là cái tên sáng giá cho các vở hài kịch nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông còn là một cây hài ăn cách. Ông được khán giả nhớ đến qua chương trình 45 phút Chuyện Vui hay các chương trình Đại Nhạc Hội Trường Xuân và Duy Ngọc những năm trước năm 1975. Với năng khiếu cộng thêm niềm đam mê nên ông bén duyên nghệ thuật khá sớm, và mảnh đất đầu tiên ông tham gia chính là kịch nghệ. Thập niên 60 của thế kỷ trước, La Thoại Tân và Văn Hùng là hai gương mặt lừng lẫy của sân khấu thời kịch Sài Gòn. Họ luôn xuất hiện bên cạnh ba người đẹp Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng và Túy Hồng. Họ đã cùng nhau làm nên thành công cho những vở kịch Lâm Ly, Sước Mướt. Nhờ vẻ hào hoa, đẹp trai mà thời đó ông được nhận nhiều vai diễn, cũng như tham gia đa dạng hoạt động nghệ thuật từ phim, kịch, đạo diễn phim, hát cho đến làm MC. Một trong những điều làm nên sức hút của ông chính là dù ở lĩnh vực nào, ông cũng đều say mê và cống hiến hết mình. Thời điểm đó, ông được coi là một nghệ sĩ đa tài, được ghi nhận. Tuy nhiên, mảnh đất màu mỡ nhất giúp cho La Thoại Tân nổi danh chính là điện ảnh. Ông được mệnh danh là kép đẹp của làng điện ảnh miền Nam trước năm 1975. Nét điện trai của ông làm biên đạo rất nhiều nữ nhân. Ông đã hợp tác với nhiều minh tinh đình đám, nhưng rất có duyên khi đóng cặp với nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Những bộ phim với sự tham gia của ông có thể kể đến như Trương Chi Mị Nương 1956, Lời Đá 1971, Cánh Hàng Hoa năm 1971, Hò Mới Nở năm 1973. Vai diễn trong phim Tứ Quái Sài Gòn năm 1973 cũng là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên. Nét điển trai của nam diễn viên Sài Gòn trước năm 1975 này đã làm biên đạo rất nhiều giới nữ tử giữa thập niên 1950 đến giữa thập niên 1970. Thập niên 60 của thế kỷ trước, La Thoại Tân và Văn Hùng là những Phan An, Tống Ngọc của điện ảnh cũng như sân khấu thoại kịch Sài Gòn. Cả hai luôn luôn xuất hiện trong các ban kịch Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng và Sóng của Túy Hồng. Sát cánh bên ba người đẹp này trong các vở kịch Lâm Ly, Sước Mướt, La Thoại Tân rất có duyên khi đóng cặp với nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Danh sách phim của La Thoại Tân tham gia trước năm 75 khá dài: Trương Tri Mị Nương 1956, Bóng Người Đi 1963, Tơ Tình năm 1963, Cánh Hàng Hoa năm 1971, Lời Đá năm 1971, Trần Thị Diễm Châu năm 1971, Nhà Tôi năm 1972, Hoa Mới Nở năm 1973, Ngưu Lang Chức Nữ, Ly Rượu Mừng, Ghét Chuông Nhà Thờ, vân vân. Không những vậy, La Thoại Tân còn xuất hiện trong những bộ phim vợ cải lương được đông đảo kiều bào yêu thích như Sông Dài, Chiều Kỷ Niệm. Ở lĩnh vực kịch nghệ, La Thoại Tân cũng là một tên tuổi thượng hạng. Trong các chương trình kịch của Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Sóng, nhất là trong các vở kịch tình cảm Lâm Ly, Sước Mướt, La Thoại Tân cũng là một cây hài. Khi bước sang lĩnh vực này, cứ khán giả trước năm 1975 dành cho La Thoại Tân là chương trình 45 phút Chuyện Vui. La Thoại Tân cũng có khiếu ăn nói nên cũng là một MC giỏi. Năm 1974, La Thoại Tân từng kết hợp với nữ nghệ sĩ tài sắc Thanh Nga, diễn hài rất duyên dáng trong các chương trình Đại Nhạc Hội Trường Xuân và Duy Ngọc. La Thoại Tân còn nổi danh trong các ca khúc vui nhộn và hài hước chuyên châm biếm thói hư tật xấu trong xã hội như Tâm Sự Kẻ Kẹt Tiền, Những Kẻ Độc Thân, Nói Xấu Vợ. Bộ phim làm nên thương hiệu những năm trước năm 1975, dòng phim thị trường khá phát triển ở miền Nam. Những bộ phim hài lai căng, một chút võ thuật Hồng Kông, một phần mô típ của Mỹ đã trở thành món ăn nhanh được yêu thích trong cơn đói tinh thần của một xã hội hào nhoáng. Tứ Quái Sài Gòn là một trong những minh chứng tiêu biểu cho lối tư duy và cách làm phim ăn liền kiểu đó. Tứ Quái Sài Gòn cũng là bộ phim gắn liền với La Thoại Tân. Đây là bộ phim điện ảnh hài do hãng phim Lido sản xuất năm 1973. Phim quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của miền Nam Việt Nam như
với Kiệt Tùng Lâm, La Thoại Tân, Khả Năng, Thanh Việt, Thẩm Thí Hằng, Kim Cương, Văn Giai, Túy Hoa. Bộ phim này cũng được đánh giá là phim hài tiêu biểu của miền Nam trước năm 1975. Phim có phụ đề tiếng Trung, tiếng Pháp và phát hành ở nhiều nước châu Á. Tú Bá Sài Gòn gồm có 4 người, Lùng là Tùng Lâm, Mập là Khả Năng, Trâu là Thanh Việt và Lúa là La Thoại Tân. Họ là 4 anh chàng nhà quê. Một hôm nảy ý định căng gói đến Sài Gòn với hy vọng đổi đời, 4 người đi tàu lửa lên đất Sài Gòn. Tại đây do không hiểu đời sống thành thị nên đã tạo nên nhiều vụ náo loạn và hài hước. Trái tinh nghịch và những pha xử lý tình huống thông minh của 4 diễn viên hài vang danh một thời đã đưa người xem đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những chàng trai hai lúa vịt qué tàu không biết cách gọi đồ tay, không biết dùng dao đĩa, Tứ Quái đã trở thành những nhà phát minh vĩ đại với Con Thuyền Chạy Bằng Quạt Máy hay Vua Phá Lưới Trên Sân Cỏ. Tứ Quái Sài Gòn là cơ hội để La Thoại Tân phô diễn hết nét duyên hài của mình. Đó chính là lý do mỗi khi nhắc đến Tứ Quái Sài Gòn là người ta nhớ đến La Thoại Tân. Sau khi ra nước ngoài và định cư tại Cali, nghệ sĩ La Thoại Tân tiếp tục hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt Nam, trong đó có Trung Tâm Thiên Nga. Ông cùng với Hữu Phước, Việt Hùng, Thành Được, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm tham gia rất nhiều tuần cải lương kịch nói, sân khấu đại nhạc hội, lần lại trong nước. Nhưng khi sang nước ngoài vì không có nhiều cơ hội nên ông sống bình dị và nhớ về một thời lần lại qua những bức ảnh hoài niệm. La Thoại Tân kết hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và có 2 người con, một trai một gái, Anna Phạm và con trai là Alex Phạm, hiện vẫn đang sinh sống tại Cali. Năm 2008, ông qua đời tại Los Angeles. Nghệ sĩ La Thoại Tân qua lời kể của ca sĩ Quỳnh Dâu: có một người vẫn say mê với loạt nghệ thuật thưởng thức bằng tay này là La Thoại Tân. Ông nói, kịch phải là kịch nói, người thính giả chỉ nghe mà tưởng tượng ra chi tiết mới là điều kỳ thú. Hàng tuần ông có 1 giờ vào tối thứ ba, chương trình lúc 0 giờ, diễn những vở kịch nói do ông sáng tác. Quỳnh Dao ca sĩ, cái tên nghệ sĩ La Thoại Tân vừa mất, người viết thấy bàng hoàng dù không cùng một môi trường sinh hoạt với ông và chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực kịch nghệ hoặc điện ảnh. Vì vậy bài này được viết trong tinh thần biết ơn của một khán giả. Quả thật, khởi đầu ông là một tài tử điện ảnh, xuất hiện cùng Thẩm Thí Hằng trong cuốn phim Người Đẹp Bình Dương. Cả hai lập tức nổi tiếng và trở thành những tên tuổi lớn của buổi bình minh điện ảnh Việt Nam. Ngày ấy vào đầu thập niên 50, điện ảnh Việt Nam chỉ mới phôi thai, nên đóng xong một phim thì đào kép cũng nghỉ chơi dài hạn. Cho nên sau điện ảnh, cả La Thoại Tân và Thẩm Thí Hằng đều bước qua sân khấu kịch nghệ. Một điều không may cho chúng ta là trong bộ môn nghệ thuật sân khấu, thoại kịch có thể là bị lép vế nhất nếu so với các ngành như hát bộ, hát tuồng hay chèo cổ và cải lương sau này. Lý do có thể vì sức hút của nghệ thuật ca hát mà dân ta có sở trường, hay là thoại kịch là một bộ môn tương đối mới mẻ hơn xuất hiện về sau. Sau khi Hiệp định Geneva chia đôi đất nước vào năm 1954 thì ngành kịch nghệ của Việt Nam đã có khởi sắc. Trong Nam lúc bấy giờ đã có những ban kịch hoạt động đều đặn và có chương trình hàng tuần tại các đài phát thanh, nhất là làn sóng điện của đài phát thanh Sài Gòn. Tuy còn bé, người viết bài còn nhớ những buổi chiều tan học về, cả nhà quay quần bên máy radio để nghe ban kịch Dương Nam của cặp Anh Lân và Túy Hoa. Chúng tôi say mê theo dõi truyện kịch do Văn Hùng và La Thoại Tân, Anh Sơn, Hoàng Cầm diễn đọc. Giờ đây người viết vẫn còn nhớ giọng nam đặc biệt, nũng nịu và dễ thương của Tí Phượng và tiếng nói trong trẻo của Tí Hồng. Cùng với làn sóng di cư từ Bắc, một số văn nghệ sĩ tên tuổi đáng kể vào Nam và bắt đầu cho thời toàn thịnh của ngành kịch nói. Các tên tuổi như Vi Huyền Đắc, Thiếu Lan, Vũ Khắc Khoan, Trần Lôi Nguyễn, Đinh Xuân Hà, Vũ Đức Diên, Mỹ Tính, Lê Văn, Minh Đăng Khánh là những người sáng tác hay dựng kịch bản. Một số nghệ sĩ từ Bắc vào gồm có các cặp Phạm Đình Sĩ, Kiều Hạnh, Anh Tuấn Hoàng Nam, Xuân Dung, kiêm cả tài tử điện ảnh Tường Vi, cũng khiến cho thoại kịch sinh động hẳn lên các làn sóng điện. Vào thời ấy thì ngoài sinh hoạt với cái đài phát thanh, các nghệ sĩ còn có cơ hội diễn xuất trên sân khấu trong những chương trình chúng ta gọi là phụ diễn văn nghệ theo kiểu của Tây. Trước giờ chiếu phim, lúc bấy giờ tuy còn nhỏ, người viết vẫn được đi theo mẹ để xem hát xem kịch. Nghệ sĩ thời ấy thực sự là đa năng đa tài, vì làm một lúc nhiều việc, vừa hát vừa đóng kịch. Trong số những người đa dạng ấy có thần mẫu là Minh Trang. Coi dưới mà xem mẹ đóng kịch vui và chú Ngọc Bích thì phải ôm bụng mà cười. Có một hôm mẹ đóng vai gì đó mà phải mượn con búp bê của mình để bế. Đến cuối vở thì anh Tuấn giành lấy con búp bê, đòi trả cho con tôi.
Thế rồi có đứa trẻ ngồi dưới la lên: "Của con mà!" Khán giả được một dịp cười hả hê trong một đoạn đáng lẽ là bi kịch. May là khi về không bị mẹ la. Vào năm 1958, có một cuộc thi trình diễn kịch rất lớn. Năm đó Kỳ Nữ Kim Cương lạnh giải nhất trong vai nữ chính, Minh Trang được giải nhì trong vở kịch Ngày Mai Trời Lại Sáng của Đinh Xuân Hòa. Tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, một lớp dạy về kịch nghệ ra đời năm 1960 với giáo sư là nhà văn kim kịch tác giả Vũ Khắc Khoan. Lớp học của ông đã đào tạo nhiều tên tuổi về sau như Trần Quang, Bích Thủy, Em Bích Sơn và Cháu Bích Thuận, Hà Bắc, Huy Cường. Vũ Khắc Khoan không chỉ dạy học trò diễn xuất mà còn tổ chức những buổi diễn kịch trang trọng và thành công tại các trường đại học ở Sài Gòn và Đà Lạt. Khi đang theo học lớp nhạc Pháp của giáo sư Hùng Lân, học trò trường nhạc chúng tôi được xem miễn phí những buổi tập dở vở thành các tư hạng của các anh chị bên ngành kịch nghệ. Và hàng tuần còn bục kích nhà văn Vũ Khắc Khoan ngồi nghiêm trang, đôi mắt sáng trực với mái tóc bạc rối bời của ông trông hệt như một con hùng xám. Đám học trò diễn xong đứng cạnh ngồi nghe ông giảng giải cực cù những kỷ niệm rất đẹp của thời ấu thơ. Khi Việt Nam bắt đầu có truyền hình thì ngành kịch nghệ phát triển thêm nữa. Sau khi cơm nước xong, tối tối khán thính giả ngồi trước máy tivi xem Huỳnh Thanh Trà, Bảo Ân, Hoàng Long, Bích Thủy, Tú Trinh, Kim Tuyến diễn kịch. Và khi kịch diễn phát triển thì ngành kịch nói từ từ chìm vào trong quên lãng. Nhưng có một người vẫn say mê với lời nghệ thuật thưởng thức bằng tai này là La Thoại Tân. Ông nói kịch phải là kịch nói, người thích giả chỉ nghe mà tưởng tượng ra chi tiết mới là điều kỳ thú. Hàng tuần ông có một giờ vào tối thứ ba, chương trình Lúc Không Giờ diễn những vở kịch nói do ông sáng tác. Ngoài phần viết diễn, La Thoại Tân còn chọn nhạc rất hấp dẫn và thích hợp cho từng vở, vì phần lớn là loại kịch dựng trên cốt truyện trinh thám kinh dị nên nhạc ông chọn là không khí hồi hộp. Thời điểm toàn thịnh của loại kịch nói mà La Thoại Tân là người thực hiện và cổ vũ kéo dài cho đến năm 1975. Ra hải ngoại, mỗi lần có dịp sinh hoạt trình diễn trên cùng sân khấu và được gặp lại La Thoại Tân, người viết thường hỏi lại về chuyện xưa hay ngành kịch nghệ hiện nay thì thấy ông rất buồn. Làm sao không buồn khi ông phải trở thành một người diễn hài thay vì là một kịch sĩ đúng nghĩa. Tại hải ngoại, làm gì còn người viết kịch, dựng kịch và còn khán thính giả xem kịch cho ông diễn. La Thoại Tân là một nghệ sĩ rất thông minh và trí thức. Quỳnh Gia biết ông giỏi ngoại ngữ. Từ trước năm 75, ông ham đọc sách, theo dõi tin tức, sinh hoạt của các ngành và là một người vẽ hí họa rất có tài. Khi được tin ông mất tại Los Angeles ở tuổi 72, người viết hơi giật mình vì thấy La Thoại Tân còn quá trẻ. Lý do là ở Việt Nam, dù quen biết nhau, người viết vẫn nghĩ rằng khi còn bé, ông đã là một tài tử nổi tiếng. Nay mới biết là ông vẫn còn trẻ, trẻ hơn bao nhiêu người. Mấy năm sau này, ít gặp ông, cũng như ít thấy ông qua những sinh hoạt văn nghệ. Nhưng không nghĩ là ông lại sớm, từ già bạn bè như vậy. Nghe tin ông mất, cũng như bao lần nghe những người trong giới văn nghệ lần lượt ra đi, thấy lòng mình chủng xuống.